Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rằng Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản chất lượng cao của Việt Nam, theo VN Express. Báo điện tử này cũng dẫn lời ông Thưởng bày tỏ mong muốn Việt Nam và Trung Quốc tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư phát triển ngày càng lành mạnh, hiệu quả. Chủ tịch nước Việt Nam còn được trích lời đề nghị hai nước tăng cường kết nối giao thông, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, y tế. Trong tuyên bố chung được Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam đăng tải, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí áp dụng các biện pháp thiết thực nhằm mở rộng quy mô thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững, cũng như áp dụng các biện pháp hiệu quả, bảo đảm thông suốt chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng giữa hai nước và trong khu vực. Số liệu của Bộ Công Thương Việt Nam cho biết rằng tính từ đầu năm tới tháng 11 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 56 tỷ đô la, tăng 6,2%. Mức tăng này chủ yếu đến từ các mặt hàng nông sản, theo Cổng Thông tin Chính phủ. Ở chiều ngược lại, theo Cổng Thông tin, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam và trong 11 tháng đầu năm, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 99 tỷ đô la, tức chiếm hơn 1/3 giá trị nhập khẩu của Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 13 tháng 12 kêu gọi Hà Nội cùng Bắc Kinh ngăn chặn các thế lực bên ngoài muốn gây rối ở châu Á-Thái Bình Dương khi kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới quốc gia cộng sản láng giềng. Trung Quốc và Việt Nam nên cảnh giác và phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây rối loạn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Tập nói với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong ngày công du cuối cùng của ông tại Hà Nội. Theo báo China Daily, ông không đề cập cụ thể đến một thế lực nào. Tờ Nhật báo tiếng Anh của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết ông Tập kêu gọi hai nước cùng tăng cường phối hợp và hợp tác trong các vấn đề quốc tế. Tờ báo dẫn lời ông Chính đáp lại rằng quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã vượt qua thử thách của thời gian và lịch sử, nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự can thiệp nào do các thế lực bên ngoài gây ra. Truyền thông do nhà nước quản lý tại Việt Nam không đề cập đến những trao đổi giữa ông Tập và ông Chính về việc cùng nhau ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề giữa hai nước và khu vực. Đưa tin về cuộc gặp tại trụ sở chính phủ ở Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Tập đề nghị hai bên tăng cường hợp tác duy trì an ninh, ổn định trật tự xã hội và cùng nhau thúc đẩy xây dựng trật tự quốc tế công bằng, cởi mở, cũng như duy trì hòa bình, ổn định hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Ông đề nghị rằng hai bên nên kiểm soát tốt bất đồng và xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, theo luật pháp quốc tế, nhắc tới tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước ở Biển Đông, theo Thông tấn xã. Trong tuyên bố chung được ông Tập và Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng đưa ra hôm 13 tháng 12, Việt Nam và Trung Quốc khẳng định lại mối quan hệ láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, và rằng đôi bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chuyến thăm của ông Tập diễn ra chỉ vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội để nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam lên ngang hàng với Trung Quốc. Một bước đi được giới quan sát xem là nỗ lực của Washington nhằm đối trọng sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hôm 13 tháng 12 dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay giảm xuống còn 5,2% so với dự báo trước đó là 5,8%. Trong báo cáo về triển vọng phát triển châu Á mới được công bố, ADB dự báo rằng tăng trưởng trong năm 2024 của Việt Nam duy trì ở mức 6%. Trên bình diện khu vực, ngân hàng này cho biết rằng triển vọng tăng trưởng của Đông Nam Á trong năm nay giảm từ 4,6% xuống 4,3% trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu suy yếu trên thế giới. Báo cáo nói nguyên nhân là do nhu cầu bên ngoài suy yếu tiếp tục gây áp lực lên lĩnh vực sản xuất công nghiệp và chế tạo của Việt Nam, khiến sản lượng bị kìm hãm chỉ còn ở mức 0,4%, con số nửa năm thấp nhất trong cả chục năm qua. Theo phân tích trong báo cáo, tình trạng tăng trưởng thương mại yếu đi kể từ tháng 3 năm 2023 đã khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất định hướng xuất khẩu. Ngoài ra, lĩnh vực công nghiệp sản xuất cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện gần đây ở khu vực miền Bắc và những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực bất động sản.